2, 3, boom. Vâng, một burger hai lớp nóng, ẩm mọng và nhiều bánh. Và với kẹo giả burger thì, đặc biệt nhiều đường. Nó gần giống như thật phải không? Có vẻ như chúng ta đang có tiềm năng đổi món ở đây. Bạn có nghĩ giống tôi không? Oh yeah, hãy đổi chúng với nhau nào. Hình như Olivia thích những món ăn mặn nhỉ? Ngon đấy. Và Emily thì hảo ngọt phết. Bạn thật sự phải cắn thật mạnh miếng kẹo giò hảo hạng đó. Chà, giờ tất cả cùng vui rồi chứ. Này, bạn có ngửi thấy mùi gì buồn cười không? Có, chắc chắn là từ món của tôi rồi. Cái quái gì ở bên dưới vậy? Tôi không thể hình dung nổi mùi của thứ này. Tôi nghĩ rằng mùi đó như lông mũi tôi cháy vậy. Tôi cá là món của tôi sẽ có mùi ngon hơn. Kẹo dẻo khoai tây và cá nè. Đây chắc chắn là món tôi có thể ăn được rồi. Chà, món đó chẳng là gì so với đĩa cá tanh ngon của Emily. Cái thứ này ở ngoài bao lâu rồi? Ew, mắt cá đâu rồi? Chà, một trong những khuôn mặt kinh hoàng nhất tôi từng thấy. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nôn mất. Ew, tại sao bạn lại nhấc thứ đó lên? Mùi tanh bay ra tận đây đấy. Không, không đời nào. Tôi không tài nào ăn nổi một miếng. Lấy lại đi, tôi không muốn đâu. Tốt, tùy cậu thôi. Tôi đang tận hưởng món này. Này, sao lại có con cú đó ở đây? Hả? Nhanh lên, tóm lấy con cá dẻo. Này, bữa trưa của tôi bơi đi đâu rồi? Emily! Để tôi yên, tôi đang đói lắm được chứ. Được rồi, cậu có nghĩ lần này ta nên đổi món cho nhau không? Được rồi, tôi cũng không có gì để mất mà. Ồ, kẹo emoji ưa thích của tôi nè. Tôi nghĩ rằng nó có vị bia dễ cay. Xin chào, tôi trông hơi ý ẹ nhưng xin thể ngon lắm đấy. Hay lắm Emily ạ, nhưng điều gì đó thì thầm với tôi rằng bất cứ món gì đang chờ đợi Olivia cũng đáng cười lắm đấy. Không, nó trông có vẻ kinh tởm hơn tôi nghĩ. Bạn biết đấy, mùi lại khá ổn, hình như là đậu phộng. Khó tin thật đấy, trông nó như thật luôn. Ôi trời, đây chắc chắn là một thử thách khó nhằn. Dùng thìa đi, nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không Emily, đừng bắt tôi làm thế, năn nỉ đấy. Trời ạ, nhắc tôi không bao giờ tham gia thử thách với cậu nữa nhé. Wow, một thìa gì mà đầy ứ, chà nó chắc chắn có mùi như bơ đậu phộng. Và tin hay không thì tùy, vị cũng vậy luôn. Một bước ngoặt đáng ngạc nhiên đấy, có vẻ như Olivia thực sự có thể giành chiến thắng trong vòng này. Cô ấy thậm chí còn định ăn miếng nữa. Và tại sao không nâng tầm nó lên nhỉ? Mọi người đều biết rằng bơ đậu phộng sẽ ngon hơn khi ăn cùng bánh mì tươi nhỉ? À Olivia, bạn không định ăn tất cả chúng một mình phải không? Thưa quý vị sắp sửa chứng kiến một màn trình diễn siêu ngoạn mục. Chúc ngon miệng. Oh yeah, vận sư của tôi chắc chắn đã quay lại. Thế còn Emily tội nghiệp ở kia, có lẽ tôi có thể chấm mút một chút với món này. Oh yeah, đúng ý tôi luôn. Nói đơn giản thì Emily đang thưởng thức món ý ẹ chấm món ấy. Vâng, hẳn là sự kết hợp vô địch. Chỉ là hai cô nàng cùng món phân giả kinh dị thôi. Tận hưởng nhé các quý cô. Tôi đói quá đi. Có món ăn vặt nào ở đây không nhỉ? Không có gì. Trời ơi, tôi cá lại có món gì đó trong tủ lạnh. Chúng ta có trứng nè. Tôi chắc chắn mình có thể làm món gì đó với những thứ này. Nào, nhanh lên và nấu ăn đi. Cô ấy không hề biết rằng Jess đã lên đồ và sẵn sàng tấn công. Và tạm dừng. Ồ, bạn đang làm gì ở đó hả Lily? Tôi thấy có vài quả trứng. Buồn ở chỗ là không có ai giúp khuấy chúng phải không? Trừ khi tất nhiên tôi nhấn nút tiếp tục. Ôi không, trứng quý giá của tôi. Phải, chúng sắp bị nấu chín quá đấy đúng không nhỉ? Không, bữa trưa của tôi. Được rồi, tốt thôi. Có vẻ như cậu sẽ đói thêm một lúc nữa Lily à.
Đây là điều tồi tệ nhất. Đây, ăn kẹo của tôi này. Ồ, có thế chứ. Cuối cùng, tối thứ sáu cũng đến. Ngon quá. Vui lòng cho chúng tôi hai lát bánh pizza nấm. Pizza của bạn đây. Ôi trời, điều này có vẻ đáng kinh ngạc. Đợi một giây, bánh pizza này vẫn còn có thể ngon hơn nữa đấy. Nút tạm dừng kìa. Lily không? Bam! Cậu biết điều gì thực sự sẽ nâng tầm bữa ăn này không? Yep, thật nhiều nước sốt cay. Bạn sẽ để Jessa làm hỏng bánh pizza của mình như vậy. Chà, khó chịu ghê ha. Nếu khó chịu có nghĩa là buồn cười, thì là vậy đó. Tôi đoán tôi sẽ ăn nó. Tôi chẳng cầm lòng mà xem được. Ồ, nó không tệ đến thế đâu. Ôi chú ơi, gọi xe cứu hỏa đi, ngay lập tức. Tôi không nghĩ là có đủ coca trong nhà hàng để làm dịu miệng cậu đâu, Jessa. Trời sáng rồi, ngoài dậy đi thôi thì ta nói gì nhỉ? Ăn sáng thôi. Tôi sẽ nốc một tô bự, đói quá đi mất. Trời ạ, tôi hy vọng vẫn còn sữa trong tủ lạnh, trông nó có vẻ ổn phải không? Tôi sẽ uống một ngụm xem, nhỡ bị hỏng thì sao? Tạm dừng ngay đó. Ôi không. Vâng, chẳng có ai lại đi khóc vì mấy giọt sữa tràn bao giờ. Nhưng cũng chưa có ai lại làm tràn nhiều sữa thế. Nhìn cái mớ hỗn độn đó kìa. Cho dù có cố gắng thế nào, Jessa vẫn chưa thể thoát ra khỏi chế độ tạm dừng. Được rồi, tiếp tục. Ôi trời, điều đó có thực sự cần thiết không Lily? Dậy sớm thật khó, nhưng đồ ăn ở cửa hàng yêu thích của bạn sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Wow, hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Ôi nhìn kìa, Vicky cũng đang ở đây. Hình như cô ấy đã phát hiện ra Kevin rồi. Không bao giờ là quá sớm cho một đợt dùng nhà bất ngờ cả. Hey, Kevin, bên này. Hả? Oh hey. Bạn sẵn sàng cho một chút nóng lực sáng nay chưa? Không, tôi chỉ muốn thưởng thức bữa sáng của tôi. Trời ơi, tôi có thể đi đâu được chứ? À ha. Nhưng còn bữa sáng của tôi. Ôi trời. Thời gian đâu mà mở cửa chứ? Hả? Chào buổi sáng Vicky. Bạn sẵn sàng cho bữa ăn quan trọng nhất trong ngày chưa? Hy vọng tôi đã mua sữa. Tạ ơn Chúa. Còn nữa, ta không thể ăn ngũ cốc mà không có muỗng phải không? Trời ơi! Kevin, bạn làm tôi sợ chết mất. Bình tĩnh đi Vicky, đến giờ dùng nhang phun trào rồi. Ôi trời ơi, mới sáng sớm mà. Chà, đó cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Bạn có muốn xem hình ảnh quay chậm không? Thật là một mớ bừa bộn. Tốt nhất nó nên bị dùng nhang nuốt chửng luôn đi nhỉ. Sau một ngày dài làm việc, không gì tốt hơn cảm giác được về nhà. Vicky! Không, đừng làm điều đó. Không, nghiêm túc đấy. Tôi không có tâm trạng cho trò này Kevin. Đưa nó cho tôi. Chính nó. Chúng ta nên vứt thứ ngu ngốc này đi mãi mãi. Giờ thì xong rồi. Tôi sẽ đi nấu bữa tối. Chà, quãng thời gian vừa rồi thật vui. Tôi đoán vậy. Có vẻ như câu chuyện này sẽ còn đi xa hơn nữa.